Chào bạn, hôm nay gia dụng nhà Việt sẽ cùng bạn tìm hiểu con dao thái của hãng Kai Kitchen Knife. Nó tên là Seki Mango Zoku. Và cái dòng dao là dòng dao là Moegi. Nó in trên cán đây này. Chiều dài con dao này là 16,5 cm, với cán là bằng nhựa. Và cái lưỡi dao thì làm bằng inox chống rỉ với hàm lượng carbon cao, nên nó đảm bảo độ sắc. Cái này là sản xuất tại Nhật, các bạn nhìn thấy có made in Japan. Mã của sản phẩm này là AE2900. Đây, tôi sẽ tìm hiểu kỹ hơn ở bên trong. Bạn thấy toàn tiếng Nhật, muốn đọc này chắc phải dùng Google thôi. Bạn dọc cái này ra. Ok, tôi sẽ tháo cái dao. Đây con dao chúng ta với lưỡi rất là sắc. Và con dao này có đặc điểm là họ mài và họ không mạ. Để nguyên này. Cầm rất là chắc tay và cảm giác nhẹ. Cái cán này có thể chịu được nhiệt độ là 110 độ C. Trên này thì khắc chữ thương hiệu và tên của con dao này, Moegi. Còn bên này là tên hãng và nơi sản xuất. Chúng ta sẽ thử cắt giấy nha. Bạn thấy không? Rất là sắc. Để tìm hiểu kỹ hơn về con dao thái của hãng Kai có tên là Moegi, các bạn có thể truy cập trang web gia dụng nhà việt.com. Cảm ơn các bạn theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.